Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của team HT Research và mình là Minh Tiến. Như các bạn thấy thời điểm hiện tại là một cái thời điểm mà khá quan trọng của thị trường crypto. Nếu như mà dựa theo chu kỳ cũ thì chắc hẳn là chúng ta đang ở cái cánh cửa trước khi mà bước vào uptrend. Nếu như mà chúng ta xem năm 2020 thì chúng ta có thể thấy trong khoảng thời gian tháng 9 thì BTC sau khi có một đợt điều chỉnh nhỏ từ cái vùng giá 11.000 về tới cái vùng giá đó hơn 10.000 sau đó các bạn thấy được rằng là có dấu hiệu đi ngang cho tới khoảng thời gian đầu tháng 10 thì thị trường ta bắt đầu có những pha tăng trưởng rất là mạnh và liên tục cho tới tận là tháng 5 của năm 2025 khi đó đã lên tới cái mức đó là 64 65 000 và sau đó thì chúng ta mới bước vào một điều chỉnh đợt điều chỉnh lớn. À, nhưng mà cái sóng ăn coi tăng thực sự thì các bạn thấy được rằng là nó phải à, từ cái vùng khoảng đó là tháng 7 cho tới tận khoảng thời gian tháng 11 thậm chí là tháng 12 của năm 2021 thì lúc đấy các bạn thấy là lúc đó thị trường ta mới thấy an coi tăng thực sự mạnh ở thời điểm đó ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang thấy giá của BTC ấy thì đang ở cái vùng giá đó là 63 64 nghìn thì như mình cũng đã cập nhật cho các bạn trong ở trong cái khoảng thời gian trước cái vùng giá 63 64 nghìn của BTC ở đây xuất hiện cái lực thanh khoản và chúng ta cũng đã thấy giá của BTC có cái xu hướng giảm giá khi mà lên tới cái vùng giá 64 nghìn này và trong ngày hôm nay thì BTC có điều chỉnh nhẹ một chút về cái vùng giá đó là 63,28 nghìn USD À, trước mắt thì chúng ta cần BTC qua được cái vùng giá 64.000 này để có thể là à, xác định được cái xu hướng tăng giá và giá BTC có thể là tiếp tục lên phía trên và cái vùng cản tiếp theo mà chúng ta cần phải à, chờ đợi đúng không ạ à, cần BTC đi qua đó chính là cái vùng giá 68.000 sau đó thì là vùng giá 70 71.000 đây là những cái vùng mà xuất hiện cái lực thanh khoản khá lớn của BTC. Các bạn biết được rằng là cái vùng mà 71.000 BTC là cái vùng mà có tới 4 lần BTC à, chạm vào vùng đó và đều có cái xu hướng quay đầu quay trở lại. Và sau đó thì chúng ta sẽ chờ đợi BTC ở vùng giá 73.000 nếu như mà thị trường ta tiếp tục có cái xu hướng tăng giá. À, đương nhiên là trong giai đoạn hiện tại thì cũng có khá là nhiều những cái nguồn tin cho rằng là sẽ có sell signal tức là khi mà Fed cắt giảm lãi suất, sau đó thì những nhà đầu tư họ sẽ chốt lời bởi vì họ đã mua. Bitcoin ở những cái giai đoạn khi mà BTC ở vùng giá đó là 54 55.000 rất là nhiều. Nhưng mà mình tin rằng là cái mục đích mà đầu tư của họ khi mà mua BTC rất là nhiều ở những cái vùng giá đó là 5x như vậy thì À, khả năng cao là họ sẽ suy nghĩ từ vấn đề đó là tích lũy cho dài hạn hơn là cho so cái vấn đề họ chốt lời trong ngắn hạn. đương nhiên là cái chuyện đầu tư ở trong thị trường crypto này nhiều người họ đầu tư không phải vì niềm tin, họ không phải đầu tư đến với bitcoin đến với lại thị trường crypto bởi vì là họ tin tưởng thị trường crypto mà họ đến với crypto là vì đơn giản là họ muốn à, đầu tư ở mua ở giá cao và à, mua ở giá thấp và bán ở giá cao thôi, đúng không ạ? thì như các bạn thấy thì thời điểm hiện tại BTC đã chính thức là phá vỡ được cái xu hướng giảm giá ngắn hạn và đang giữ khá là tốt ở cái vùng giá 6x này chúng ta sẽ kỳ vọng là chỉ ít là còn khoảng thời gian uh, từ giờ cho đến tháng 10 là còn khoảng tầm 6 đến 7 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc tháng 10 và các bạn thấy là uh, chúng ta sẽ kỳ vọng BTC giữ tốt ở cái vùng giá này và có thể là qua được vùng giá 64.000 và lên phía trên còn đương nhiên là nếu như mà có sự điều chỉnh thì chắc hẳn là chúng ta cũng nên chuẩn bị cái tâm lý Bởi vì bây giờ nó cũng là một cái giai đoạn mà thị trường ta nó khá khó đoán à, Các bạn thấy được rằng là giá của BTC ấy thì trong vòng mấy ngày hôm nay thì các bạn thấy được rằng là đều xuất hiện ở cái mẫu nến Gần như là cái mẫu nến Doji đúng không các bạn? Mà các bạn thấy có sự tranh chấp giữa phe mua và phe bán Phe mua thì muốn mua lên nhưng phe bán thì lại có cái xu hướng là muốn bán xuống Thì thực sự là có vẻ như BTC đang gặp khó ở cái vùng giá này rồi đúng không ạ? À, thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà có khá là nhiều người đang đưa ra những câu hỏi các bạn thấy là trong khoảng thời gian tuần vừa rồi chúng ta thấy rất là nhiều những cái đồng an coi à, đã có cái sự phục hồi và tăng trưởng và thậm chí là có những cái đồng x2 x3. À, ví dụ các bạn thấy xui là một bằng chứng sau khi mà đã tạo ra được cái đáy khoảng tầm 0,48 mà đến thời điểm hiện tại các bạn thấy là x228% tính từ cái vùng giá đó và đến cái vùng giá hiện tại rồi. Có rất là nhiều người đã đưa ra cái câu hỏi là à, bây giờ có có thể là mua an coi nữa hay không hay chờ có cái sự điều chỉnh để có thể là à, mua vào thì à, nếu như mà để nhìn rõ hơn ấy, thì các bạn phải trở lại năm 2020 thì các bạn thấy được rằng là BTC có cái sự điều chỉnh trước khi mà bước vào cái sóng tăng mạnh của năm 2021 không thì có các bạn có trong tháng 9 BTC có một cái pha điều chỉnh như mình vừa cho các bạn xem ấy nó vào khoảng thời gian đó chính là à, khoảng thời gian đó là đầu tháng 9 có một đợt điều chỉnh và chúng ta thấy giá của BTC đã điều chỉnh từ cái vùng giá đó là 11.000 về tới cái vùng giá đó là 10.000 như vậy điều chỉnh khoảng 15%. À, trong tháng 9 thì có sự điều chỉnh hay không các bạn? Có sự điều chỉnh nó chỉ điều chỉnh nhẹ thôi nó vào khoảng thời gian đó là giữa tháng 9 thì cũng có đợt điều chỉnh từ 11.000 mà xuống tới vùng giá hơn 10.000 thì điều chỉnh khoảng 8%. À, gần như là khi mà chúng ta zoom dài hạn ra thì nó cũng không điều chỉnh nhiều ở trong khoảng thời gian tháng 9. Đây là dựa vào toàn bộ góc nhìn phân tích kỹ thuật các bạn nhé Chúng ta không dựa vào góc nhìn thị trường bởi vì à, góc nhìn phân tích thị trường thời điểm hiện tại nó khá là khác so với lại à, năm 2020 rồi. Mỗi một thời điểm nó sẽ có một cái à, thông tin khác nhau và à, những cái tin tức hay là những cái yếu tố khác nhau để có thể là, à, là ảnh hưởng tới thị trường crypto còn thời điểm hiện tại thì các bạn thấy được rằng trong trong tháng 9 thì có sự điều chỉnh không thì đúng các bạn thấy được rằng là khoảng thời gian đầu tháng 9 chúng ta cũng có một cái đợt điều chỉnh từ tháng 8 bước sang tháng 9 có vẻ khá giống đúng không bạn Chúng ta đã thấy BDC điều chỉnh từ cái vùng giá đó là 64.000 về thẳng tới cái vùng giá đó là 52.000. Như vậy là cũng giống rồi. Như vậy là trong tháng 9 liệu rằng có đợt điều chỉnh không thì... Uh, cuối tháng 9 này liệu rằng có đợt điều chỉnh nữa hay không ấy, thì uh, khả năng hoàn toàn nó cũng có thể có các bạn. Hoàn toàn có thể có chứ không phải là không. Nhưng chúng ta không biết được rằng nó có điều chỉnh hay không. Chúng ta chỉ nói dựa trên cái mức độ đó là khả năng thôi. Đó thì... Uh, mình ví dụ nếu như mà có đợt điều chỉnh thì xui nó có khả năng là quay trở lại cái vùng giá đó là 1,12 1,13 USD là cái khả năng khá là cao và thời điểm hiện tại thì nó đang là cái giá là 1,5 đô. Đương nhiên khi mà mua ở cái mức tối ưu như vậy thì chúng ta sẽ có cái tối ưu tốt hơn đúng không chúng ta mua được nhiều coi hơn thì đương nhiên là chúng ta sẽ có cái lợi nhuận uh, tốt hơn về sau này nhưng mà khi mà chúng ta zoom ra dài hạn đúng không cái vùng giá chúng ta có thể target lên tới vùng giá 8 đô 10 đô đối với lại xui chẳng hạn thì cái vùng giá 1,5 hay là 1,2 thì nó cũng không quá là quan trọng đúng không ạ à, nhưng mà giờ xui giá nó cũng tăng cao rồi bạn nào mà có đầu tư ngắn hạn thì chắc hẳn là chúng ta cũng phải cân nhắc và chú ý kỹ đúng không đưa ra chính là kỹ thì chúng ta mới có thể là à, mua xui được bởi vì là đối với xui thì cá nhân mình vẫn sẽ target quý 4 năm 2024 này chí ít là chúng ta sẽ à, có cái vùng giá khoảng tầm là 4 đô đối với lại xui nếu như một thị trường chúng ta tăng tốt xui vẫn đang là một trong những con hàng có lực tăng cũng khá là khỏe đúng không thời điểm hiện tại thì xui đang ở cái vùng à, À, Fibonacci khoảng tầm là 0.6 các bạn, 0.6. À, mình sẽ kéo rõ ra rõ hơn để cho các bạn xem. Nó ở cái vùng 0.618 và cái vùng tiếp theo của cái đường Fibonacci này sẽ là 0.786 và chúng ta sẽ chờ đợi giá của xui lên tới cái vùng giá 1.8. Trước đó thì chúng ta cũng thấy xui đã lên tới vùng giá 1.8 và sau đó thì có cái sự điều chỉnh xuống phía dưới về dùng vùng giá 1.5 sau đó lại trở ngược lại lên vùng giá đó là 2.1 USD. Thì 1.8 này sẽ là một cái vùng giá tiếp theo mà xui đang hướng tới. À, và chúng ta sẽ chờ đợi nó sẽ phá được cái đỉnh 2,2 và sẽ tiếp tục tăng trưởng lên phía trên trong quý 4 này và trước khi tiếp tục cái chủ đề video ngày hôm nay thì trong video ngày hôm nay chúng ta có một cái sự kiện đặc quyền dành riêng cho cộng đồng HTUSD các bạn ạ. đó chính là sự kiện nạp KATI và trong sự kiện này thì chúng ta sẽ có cái gói phần thưởng lên tới là một triệu cái đồng token KATI và 70.000 USD tiền thưởng future à, thông tin chi tiết và cách thức để tham gia sự kiện này nó rất là đơn giản thôi đúng không ạ chúng ta chỉ việc là đăng ký tài khoản à, thông qua đường link mà team đã để dưới phần mô tả video này sau đó thì các bạn có thể KIC à, KIC bằng à, căn cước công dân cũ cũng được các bạn nhá tức là các bạn đã có tài khoản sản phẩm EXC rồi các bạn bạn hoàn toàn có thể đăng ký mới và sử dụng cái căn cước công dân mà đã đăng ký cái toàn cụ tài khoản cũ đó để chúng ta có thể là cai c cái tài khoản mới sau đó thì chúng ta phải tham gia sự kiện à, có hai sự kiện các bạn ạ. À, sự kiện một đó chính là nhận 100 đồng ca thi và 10 đô future thì chúng ta chỉ việc làm hai bước bước một là đăng ký tài khoản này và nạp tối thiểu là 100 USDT hoặc là 300 đồng ca thi và bước hai là chúng ta sẽ chơi ca thi với cái volume là trên 100 USD là xong thì chúng ta sẽ có cơ cơ hội nhận được cái sự kiện một này và sự kiện hai đó chính là sự kiện mời bạn bè nhận thưởng lên tới là 200 USD. Với mỗi người mời dùng hợp lệ thì chúng ta sẽ nhận được là 50 đồng cathy và mỗi người dùng thì sẽ được nhận tối đa là 500 cái đồng cathy cho một cái sự kiện mời bạn bè này. Đây là hai cái sự kiện mà chúng ta có thể tham gia rất đơn giản đối với lại cái sự kiện độc quyền lần này của cộng đồng HT và họ cũng có cái lưu ý đó là tài khoản chúng ta có thể hoàn toàn có thể sử dụng căn cước công dân cũ để có thể đăng ký các bạn nhé thì toàn bộ những cái thông tin liên quan tới sự kiện này thì team sẽ để dưới phần mô tả video này các bạn chỉ việc kích vào phần mô tả chúng ta sẽ xem sự kiện và các bạn sẽ thao tác rất là đơn giản để chúng ta có thể nhận cái đồng cá thi này các bạn nhé ok chúng ta sẽ trở lại cái chủ đề video ngày hôm nay thôi đối với lại những đồng coi khác thì sao thì đương nhiên là ở trong những buổi live hay là trong những video có rất là nhiều người đang hỏi về những cái đồng coi là liệu rằng nó đã tạo đáy chưa và xuất hiện cái lực gom hàng hay là mua mua hay bán thì chưa thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn nhìn thêm một vài những đồng coi nữa dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật các bạn nha ví dụ như Arbitrum các bạn thấy được rằng đồng token ARB thời điểm hiện tại thì cũng có cái mức tăng trưởng à, các bạn thấy là à, cái mức tăng trưởng của nó ở trong khoảng thời gian tuần vừa rồi cái mức giá nó đâu đó cũng khoảng tầm là 0,5 hiện tại thì nó đang ở cái mức nó sấp xỉ 0,6 USD và các bạn thấy là cái vốn hóa bây giờ nó đang phải là 2,1 tỷ USD đây là một trong những đồng coi có vốn hóa cũng khá là cao nhưng cái mức độ ổn định của nó nó sẽ ổn định hơn so với lại những đồng coi có vốn hóa thấp hơn À, so với lại những cái đồng coi ví dụ như là min cap hay low cap thì đương nhiên là cái mức khi mà đã bước vào tăng trưởng rồi cùng với lại những quỹ to thì nó sẽ có cái à, sự tăng trưởng bền vững hơn so với lại những quỹ đó. Các bạn thấy xui là một điển hình, à, quỹ to gọi vốn tốt thì cái mức độ tăng trưởng của nó nó sẽ tăng bền hơn, nó không tăng một một cột dựng cao lên rồi đâu các bạn, nhưng mà nó sẽ tăng dần tăng dần. Thì với ARB các bạn thấy được rằng là có một cái xu hướng giảm của nó thì chúng ta đã thấy nó đã à, gần như là đã phá vỡ được cái xu hướng giảm rồi và các bạn thấy khi mà chúng ta kéo từ những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì hiện tại là cái thời điểm mà nó đã phá vỡ được cái xu hướng giảm đấy một khoảng thời gian rồi và mặc dù là nó là cái đồng token sideways mà gần như là à, muộn nhất đúng không gần như là muộn nhất chúng ta mới thấy nó chỉ sideways đâu đó nó khoảng tầm 49 ngày thôi còn những cái đồng khác thì, thì các bạn thấy là sideways cách đây cả hai ba tháng rồi đó thì với ARB thì thời điểm hiện tại là cái vùng giá mà 0,5 6 thì các bạn thấy cũng xuất hiện cái lực uh, mua đúng không? Chúng ta thấy giá nó cũng lên tới cái vùng giá đó không phải 58 59 sau đó quay xuống sau đó lại trở lại vùng giá không phải sau đó và lại quay xuống và bây giờ đang ở vùng giá 16 và khả năng cao nó cũng sẽ có cái sự đạp giá xuống dưới là 0,5 và mình tin rằng là đang có xuất hiện cái lực gom ở đây và đang không muốn cho giá của ARB tiếp tục tăng lên phía trên mà có thể là dập dìu một khoảng thời gian nữa mình tin chắc rằng là trong cái khoảng thời gian vừa rồi khi mà thị trường ta điều chỉnh mạnh và ARB đã có những cú đâm sâu như vậy thì sự phân phối rất là mạnh như vậy thì mình tin chắc rằng có rất là nhiều người đã tuột hàng rồi và thời điểm hiện tại là cái thời điểm nếu như chúng ta biết đến thị trường crypto và chúng ta bám sát được thị trường crypto thì thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà được cho rằng là cái thời điểm mà chúng ta biết đến khá là may mắn đúng không? Chúng ta biết đến đúng lúc mà thị trường chúng ta đang ở cái vùng giá rất là tốt như vậy đúng không ạ? À, nhưng mà cái điều tất yếu đó là chúng ta phải thời điểm này nó phải thời điểm giống như vậy chu kỳ cũ mới được cơ. Còn đương nhiên nếu như mà nó đảo tiếp thì đúng là thời điểm nào thì cũng là thời điểm đen tối cả đúng không ạ? Tiếp theo là với C, với C thì sao? Với C thì các bạn thấy được rằng là nó đã sideways sớm hơn so với lại ARB. À, cái điều này cũng minh chứng rằng là với C thì sẽ có ít người nắm giữ hơn so với ARB đúng không các bạn? Những cái đồng nào mà càng nhiều người nắm giữ thì đương nhiên nó càng cần phải nhiều thời gian để có thể rũ bỏ những người mà nắm giữ cái đồng coi đấy để có thể là gom lại và đẩy giá lại đúng không? Thì với C các bạn thấy được rằng là sau khi giảm rất là mạnh, các bạn thấy giảm rất là mạnh Và chúng ta cũng đã thấy được rằng là nó đã loại bỏ được cái xu hướng giảm giá Và nó đã sai với tích lũy rồi Nó có vẻ tích lũy sớm hơn so với ADB à, Các bạn thấy là nó đã bắt đầu có cái à, sự đỡ giá Ở trong khoảng thời gian từ tháng 7 rồi Và các bạn thấy được rằng là cái vùng hỗ trợ của nó Đang là cái vùng giá khoảng tầm là 0,26-0,27 USD Và đây cũng chính là cái vùng giá mà trước đó đúng không ạ? Trước đó ở cái... Tổng trước thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là nó đã xuất hiện cái vùng này và cũng đã thấy sideways một hai vài ngày gió đó, sau đó thì chúng ta thấy nó đã tăng rất là mạnh lên phía trên và thời điểm hiện tại các bạn thấy được rằng là mỗi một khi mà về tới vùng giá đó thì đều có hoạt động đỡ giá quay lên và chúng ta cũng đã thấy nó nhấp nhả khoảng tầm à, 2 đến 3 lần rồi cái vùng kháng cự của nó thì các bạn thấy được rằng là thời điểm hiện tại nó đang là cái vùng giá 0,4 USD các bạn 0,4 USD và đến cái vùng giá này thì chúng ta cũng đang thấy được rằng là nó đang à, có cái sự kháng cự và giá của nó có cái sự điều chỉnh đi xuống và các bạn thấy đây chính là cái vùng hoạt động của nó ở thời điểm hiện tại và mỗi một khi xuất hiện cái lực gom thì đương nhiên là giá nó sẽ bị lên lên nó sẽ bị đi xuống để tiếp tục có thể gom và chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là tháng 10 tháng 11 này sẽ là một tháng mà si cũng sẽ có cái sự tăng trưởng đúng không kéo theo, theo cả toàn bộ thị trường thì sẽ có cái sự tăng trưởng nó sẽ tốt hơn đối với si thì à, đương nhiên là trong giai đoạn hiện tại thì là cái giai đoạn mà cái giá nó cũng khá là tốt, đúng không? giá nó cũng khá là tốt. Nếu như chúng ta uh, tin tưởng vào thị trường crypto thì đây cũng là một trong những cái dự án và cái vùng giá này cũng sẽ là cái vùng giá mà chúng ta có thể tham khảo để có thể là uh, gom hàng được ở cái vùng giá này. Tiếp theo là với STRK thì STRK có một câu hỏi đặt ra đó là STRK đã có đáy hay chưa? À có một cái điều mà chúng ta cũng đáng lưu tâm đối với STRK thì các bạn thấy được rằng là cái chạt của nó ở trong cái khoảng thời gian từ tháng 8 đúng không? Đầu tháng 8 cho đến thời điểm hiện tại thì các bạn thấy cái biên độ dao động của nó cực kỳ thấp, rất thấp và gần như là đi ngang đúng không ạ? Khi mà chúng ta zoom out ra thì gần như là đi ngang thôi. À, đương nhiên là cái xu hướng giảm giá của nó ấy thì cũng đã được phanh lại rồi và các bạn thấy được rằng là ở thời điểm đó nó cũng đã chia rất là mạnh từ uh, 2.26 xuống tới cái vùng giá đó không phải bao USD đúng không gần như là chia 10 tài sản và chúng ta cũng đã thấy cái xu hướng giảm của nó ấy thì gần như là đã dừng lại rồi và chúng ta cũng đã thấy nó sideways nhưng các bạn thấy cái biên độ của nó này thì uh, hoạt động khá là thấp nếu như các bạn trở ngược lại so sánh với lại C đi thì các bạn thấy được rằng là cái biên độ hoạt động của C ấy, ở trong cái giai đoạn đúng không nó test nháy trong lại xuống này xong lại nháy lên nháy xuống thì nó cao hơn so với lại ETRK rất là nhiều ETRK các bạn thấy được rằng gần như là nó à, đi ngang thôi à, cái điều này thì chúng ta chỉ xác định được là đối với STRK thì cái lực bán nó không còn xuất hiện nữa và giá của nó không đâm, không đâm mạnh nữa đúng không các bạn. Nhưng mà với xuất hiện cái lực mua thì thời hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thấy nó có cái dấu hiệu rõ ràng. Nhưng mà nếu như mà thị trường ta tốt lên thì cái vùng mà nó sideways từ tháng 8 cho đến thời điểm hiện tại thì cũng đã được 50 ngày rồi. Đây cũng được coi là vùng giá đáy của STRK rồi đúng không ạ? À, tiếp theo là chúng ta có thể là quan tâm tới manta. Manta thì các bạn thấy được rằng là nó cũng có cái sự điều chỉnh rất là mạnh ở trong cái khoảng thời gian từ tháng 3 cho mãi tới tháng 7 tháng 8 đúng không ạ? Các bạn thấy được rằng là lúc đó thì cái xu hướng giảm giá của nó thì mới à, chính thức dừng lại và chúng ta mới thấy cái hoạt động đó là sideways tích lũy. À, nếu như mình nhìn chung ấy, thì đối với lại cái à, À, cái đồng token Manta này thì các bạn thấy được rằng là cái à, mức kháng cự ở thời điểm hiện tại nó đang là khoảng tầm 0.8 và cái vùng hỗ trợ của nó thì cũng đã đang ở cái vùng đó là à, 0.6 USD và nó sẽ hoạt động trong cái biên độ này và khi mà nhìn à, cái chặt giá của token Manta dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật thì bạn thấy được rằng là cái vùng giá của nó đã chính thức chạm vào đường MA ở trong này rồi à, đây là một cái pha test rất là quan trọng đối với lại giá của Manta các bạn thấy là nếu như mà nó qua được cái pha test giá và cái đường 100 ngày này mà giá nó có thể là điều chỉnh đi xuống các bạn ạ có thể điều chỉnh đi xuống nhưng mà nếu như với cái lực tăng mạnh ấy nó có thể tăng lên phía trên này thì đây nó sẽ là một cái pha đỡ giá rất là tuyệt vời và khi đó giá của cái đường 100 ngày sẽ đỡ giá của Manta và khi đấy Manta có khả năng là sẽ được đỡ giá rất là tốt và có thể là có cái xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ lên phía trên đối với lại cái đồng token Manta này tiếp theo đó là hook hook là một trong những đồng token thuộc mảng social file. thì chắc hẳn là các bạn cũng khá là quen thuộc với hook rồi và các bạn có thể thấy được rằng là vốn hóa thị trường của hook bây giờ nó chỉ ở cái khoảng đó là 86 triệu usd thôi đây cũng là một trong những đồng token mà có tiếng ở cái mảng social file và cái đường giá của nó thì có vẻ làm cho chúng ta hơi đáng lo ngại khi mà giá của nó tăng lên tới cái vùng giá 1,66 sáu vào khoảng thời gian đó là tháng 3 và sau đó thì chúng ta thấy cái xu hướng phân phối điều chỉnh xuống phía dưới à, hút ấy thì nó sideways khoảng thời gian nó cũng chưa được dài cho lắm và các bạn thấy được rằng là cái dấu hiệu gom hàng thì nó cũng không tốt so với lại cái à, những cái đồng token mà cá nhân mình ấy, thì mình vẫn à, thiêng về những đồng token mà có những dấu hiệu gom hàng nhấp nháy như thế này tức là cá mập cá voi hoặc là những nhà đầu tư họ có dấu hiệu gom hàng lên phía trên và cũng có cái sự đẩy giá xuống để tiếp tục gom hàng như thế này thì tín hiệu nó có vẻ rõ hơn còn đối với Húc thì các bạn thấy rằng nó cũng khá là giống với lại ftlk gần như là nó cũng có ở trong cái trạng thái là đi ngang thôi và chúng ta cũng thấy là giá của hút thì cũng đang sideways ở cái vùng giá đó là 0.4 USD đúng không và các bạn thấy nó cũng đã sideways được khoảng tầm là 49 ngày rồi họ 49 ngày sau khi mà tạo đáy ở cái vùng giá nó không phải 35 và thời điểm hiện tại thì đang là 0 46 USD thì đối với húc thì quan điểm của mình thì nó cũng giống như là cái đồng token nó là stk thôi đúng không thì nếu như mà chúng ta tin tưởng vào thị trường crypto tiềm năng thì ở quý 4 này là quý quý tăng trưởng thì khả năng cao chúng ta cũng thể thấy cái sự phục hồi đến từ húc nhưng cái điều quan trọng là cái trend số số có được nhắc tới hay không thôi và chúng ta cũng đã thấy giá của húc cũng đã có hoạt động test vào đường ma 100 ngày nó cũng khá là giống với lại manta các bạn trường hợp mà hút tiếp tục di chuyển lên phía trên và chúng ta thấy nó vượt qua được đường MA 100 ngày này thì đây cũng sẽ là một cái sự hỗ trợ khá là tốt cho hút ở trong cái giai đoạn hiện tại và cũng như là cái giai đoạn mà khi mà thị trường ta tăng trưởng các bạn. Ok các bạn thì những cái thông tin mà mình cung cấp trong video chỉ mang tính chất tham khảo thôi. À, những cái ý kiến đánh giá chỉ dựa trên cái góc nhìn cá nhân và không được coi là lời khuyên đầu tư các bạn nhé. À, mỗi người sẽ có một chiến chiến lược riêng một cái cách thức riêng để có thể tham gia vào thị trường crypto này không ai giống ai à, tiền ở trong tay các bạn và quyết định là của các bạn ok à, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào những video tiếp theo xin chào hẹn gặp lại các bạn xin chào